Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Total và Tuyên Quang, và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của đế quốc Seleucid. Ở tập trước các bạn biết rồi, mình đang lợi dụng cái thời cơ là thằng Bastia và cái liên minh ở phía Bắc để nó đánh lẫn nhau. Hiện tại thì bây giờ mình đang chơi với cả hai, giao thương với cả hai phe này. Mình chưa biết là sẽ theo phe nào. Đấy. Đây, tình hình là như thế này. Mình chưa biết mình sẽ theo phe nào, nhưng mà có lẽ mình sẽ tiêu diệt lốt thằng này đã, xong rồi mình sẽ tính. Nhưng mà khả năng cao mình muốn đánh thằng Bastia mặc dù nó thân mình hơn. Tại sao á? Bởi vì như này, mình muốn chiếm toàn bộ cái khu vực Capcas này để vòng lên đây, kiểm soát hết cái khu vực này cho mọi người đã. Để đây, cố gắng. Thứ nhất là chỗ này nó có móng ngựa, cái hai là có mỏ sắt để mình phát triển lốt móng ngựa cho kỵ binh và mỏ sắt để mình có thể nâng cấp áo giáp và kiếm cho lính bộ binh và kỵ binh cần thiết. Đấy, sau đó thì mình sẽ dùng phần bên này, mình sẽ hỗ trợ thằng đệ của mình nó phát triển để tấn công thôi. Mình không có ý định chiếm thêm đất nữa, nhưng phải chiếm được khu vực này để đảm bảo an ninh. Khu đất này rất rộng nhưng lại rất ít thành trì đây này. Đấy, nói chung chúng ta phải lươn lẹo và tráo trở để có được cái thành công. Mình nghĩ là mình sẽ phải cho quân ra đây áp sát các thành lũy của thằng Bastia trước. Đây nữa, các đơn vị quân này chuẩn bị. Mình nghĩ là nếu mà mình tấn công cái thằng Bastia thì thằng này nó sẽ thân với mình, lúc đó mình có thể rút quân đoàn đấy tiếp đi được. Nhưng mà đấy là kế hoạch của sau này. Còn bây giờ thì mình chưa biết được. Bây giờ hai quân đoàn này sẽ phải đứng ở đây. Mình có quân đoàn đây rồi. Đây một quân đoàn nữa này. Kế hoạch là mình sẽ phải tấn công vào đây tiếp này. Có điều mình đi trên cái vùng đất này mất quân lắm. Cứ tiêu diệt được cái thằng con voi này đó. Mình chưa biết là mình muốn tiêu diệt nó hay mình bắt nó làm chư hầu. Cái vùng này nếu không nhầm có gỗ. Vùng này thằng này đã từng phản bội mình thì không bao giờ mình sẽ bắt làm chư hầu nữa. Mình sẽ cho nó dẹo luôn. Rồi. Mình chuẩn bị sẵn sàng đấy. Và sau đó mình sẽ đánh bác cha luôn. Rồi mình đảo qua tình hình chính trị đã. Xem là mình đã cần phải tăng cái phe phái của mình lên một chút xíu bằng cách cho mấy thằng này nó lấy vợ đã. Con này lấy chồng. Cái phe của mình bây giờ hiện tại đang khá thấp. Các cái uy tín của phe phái của mình hơi thấp. Nên là mình phải bổ sung cái trung thành cho các phe này đó của mình. Cái này miễn phí, lượt đầu tiên miễn phí. Mình sẽ tăng gia tăng ảnh hưởng của phe của chúng ta lên đã. Rồi, ổn. Ok. Đứa bé này còn nhỏ quá. Mình xem nào. Phe này dương 5. Có lẽ bây giờ mình sẽ phải sử dụng đến cái hỗ trợ từ các cái vùng lãnh thổ. Đây, hiện tại bây giờ thì phe Ai Cập nó đang kiểm soát ở khu vực phía nam này. Mà phe đấy đang thấp nhất, phe Ai Cập này, phe Bactria, phe Greek. Thì để mình xem nào. Phe Greek cao nhất và phe Ai Cập thấp nhất. Như vậy thì mình sẽ phải tính toán lại, mình sẽ chia cho cái phe của Ai Cập này hai vùng. Phe Bactria này hai tỉnh này. Phe Greek nó có hai tỉnh này à? Rồi, vậy thì Greek sẽ bớt đi một thành. Mình xem mình đang hỗ trợ cho những vùng nào đấy. Vùng này. Đây, chúng ta sẽ chuyển sang cái này. Tăng 10% trung thành của các phe phái khác. Vùng này là thân của mình đúng không? Vùng bỏ đi đã. Chúng ta sẽ chuyển sang thành trung thành. Đây, phe của Ai Cập ở dưới này. Chúng ta sẽ cho nó thành trung thành. Đây rồi. Bactria nó có hai tỉnh này. Thằng Ai Cập nó có 3 tỉnh. À thằng này nó có thêm cái tỉnh này nữa này. Hai tỉnh. Nghĩa là mình có thể bỏ bớt đi một tỉnh nữa. Sao nào?
Bastia trung thành cao nhất cho ra nhỉ? Không cao nhất, Garrick cao nhất. Garrick đây rồi. Đâu mình xem lại Garrick à. Garrick nó có hai tỉnh này. Garrick có một tỉnh duy nhất thôi. Trong khi thằng Ai Cập thì nó đến 3 tỉnh liền. Vậy mà trung thành nó vẫn tụt. Thằng láo thật. Giờ chúng ta sẽ nghiên cứu hết cái thanh công nghệ này để chúng ta có các đơn vị lính mạnh hơn. Là cấp cái này lên nữa để cho nó tăng nhanh tốc độ nghiên cứu khoa học này. Mình vẫn phải để dành lương thực một xíu. Những cái tài nguyên đặc biệt này thì mình sẽ tăng thôi. Còn những cái tài nguyên nào nó không có giá trị lắm thì mình sẽ để lại. Nhưng vùng này thì... vùng này không cần. Lương thực này. Được rồi. Có lẽ không có việc gì làm nữa. Mình sẽ quan lượt đó. Để xem được tiếp theo cái mức độ trung thành của các phe phái nó như thế nào đó. Xong, thằng Bastia nó đã tiến sát lãnh thổ. Nó đánh chiếm mất cả hai thành kia kìa. Ồ, một tướng chết. Tướng nào, phe nào chết nhỉ? Tướng phe Ai Cập này. Seleucid. Toàn tướng phe mình rất nhiều. Đây à? À, rất nhiều tướng phe Greek chết. Phe Seleucid của chúng ta cũng chết một vị tướng rồi. Cái thằng này nó có cái hỗ trợ này. Bây giờ mình xem là các phe phái trung thành của nó thế nào đã. Phe Greek thì ổn rồi, phe này đang tăng dần. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái thằng này bằng tướng của phe Ai Cập. Để tướng của chúng ta thì quá nhiều rồi, không cần. Phe của chúng ta rất nhiều. Greek thì rất nhiều đây, nhưng mà mình không bổ nhiệm. Mất 12.000 để bổ nhiệm thằng này. Rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy trung thành nó tăng lên đáng kể luôn. 24 điểm, các bạn thấy chưa? Rồi, 24 điểm trung thành. Tăng cái điểm ngoại giao lên đã này. Rồi, nhưng mà mình đã nói đúng không? Bây giờ thì mình sẽ chiến tranh với thằng này à. Bây giờ quân của nó đông thế này đánh làm sao được? At your command. Look to the defenses. Quân nó đông như quân Nguyên Mông này thì đánh làm sao được? Mình phải xem nào chứ nhỉ? Đông quá. I cannot continue. Ăn thì cũng có thể ăn được ấy, nhưng mà từ đã để cho quân tiến sát các vùng lãnh thổ đấy. Bây giờ khó lắm. Chưa đánh người thì mặt đỏ như vang, đánh một người mặt vàng như nghệ. Câu của cổ nhân nói không sai đâu, nên là vùng vội vàng. Chúng ta cứ từ từ. Chắc chắn là mình sẽ đánh thằng này. Tiến sát lãnh thổ rồi. Được, sau là mình sẽ spam nó. Ready for orders. Nó có quân đoàn đóng ở đây này. Quân thì cũng không phải là mạnh lắm đâu, nhưng có một cái xe bắn đá. Một đội voi à. Thành này thì không có quân đồn trú, gần như không. Nào kể. Có thể mình sẽ đợi nó rút đi đã. Xem tình hình à. Nó thì vẫn đang rất thân với mình. Mà điều đó chưa nói lên được điều gì. Sau một lượt. Đây rồi. Tăng cấp tiếp cái này lên đã. Vùng này hiện tại mình đang miễn toàn bộ thuế để nó tập trung và phát triển. Để nó tăng mạnh cái phát triển lên. Các bạn có thể nhìn thấy là mọi thứ chỉ số đều tăng rất là cao đúng không? Mình nghĩ là mình sẽ cho quân đoàn này tấn công hướng nào nhỉ?
hai quân đoàn tiến lên đây. Khả năng sẽ đánh rất nhanh khu vực này, giải quyết cực nhanh luôn chiến trường. Một thằng sẽ đứng phòng thủ đây, còn một thằng sẽ tiến mạnh. Ba quân đoàn đều có đủ nhỏ, bốn quân đoàn mà mình có bốn quân đoàn được. Bốn quân đoàn thì được. Bốn quân đoàn của mình ở hướng này. Các đơn vị này nữa chuẩn bị lên đây. Mình nghĩ là ổn đấy. Mình nghĩ là mình sẽ ăn được. Rồi, những đơn vị này thì gọi là đơn vị dự bị, đi ăn theo ăn hôi thôi, không quan trọng. Tất nhiên mình vẫn đang duy trì ở đây một quân đoàn phía Bắc để đóng để đảm bảo trường hợp có bóc lốp xảy ra mình vẫn có thể phòng thủ được. Rồi qua lượt đã, để xem lượt tiếp theo sẽ chuyện gì xảy ra. Xem nó đã rút bớt quân hay chưa. Thằng này bảo đề nghị mình ký cái hợp ước không xâm phạm lẫn nhau. No. Liên minh phòng thủ, tất nhiên là không. Các bạn theo các đế quốc khác khi nó thấy chúng ta rất là hùng mạnh thì nó cảm thấy syndicate chúng ta lại chết mất một tướng nữa. Chúng ta lại chết mất một tướng nữa rồi. Sao nào? Đây, em này chồng chết. Bổ sung ngay để không làm giảm cái uy tín của phe mình xuống. Phe của chúng ta đang hơi thấp rồi, chúng ta đã giữ ban đầu, chúng ta phải cố gắng giữ trung thành của các phe này lên là phe này lại thấp nhất nhỉ, có 9 điểm à. Xem nào. Mấy tỷ nhân rồi mà vẫn chưa thua. Phe nào cao nhất? 46 là thằng Pachia. Pachia nó có những tỉnh nào? Tỉnh này à. Rồi Ethiopia bỏ, chuyển sang hỗ trợ tỉnh này. Và sẽ tăng trưởng trở lại đó. Từ nhá các bạn bình tĩnh. Các bạn cứ bình tĩnh. Chúng ta phải phát triển từ từ. Không nóng vội được đâu. Lên lại, cái này có lực thực này. Rồi ổn. Ăn rồi. Bây giờ thì thằng Bastia này đang chiến tranh với thằng con voi. Hòa bình với thằng này. You have my attention. Tuyên chiến đề nghị cùng tham chiến với thằng con voi. Không chịu à? Thế thì mình buộc phải tuyên chiến rồi. Thằng này không có cái đồng minh nào cả. Rồi. Mày chết. Ở đây có tất cả 4 quân đoàn. Như vậy thì cả 4 quân đoàn này đều ăn được kinh nghiệm rồi. Mình sẽ phải giải quyết thằng này đã. Mình muốn kiểm soát cái mỏ sắt và cái khu luyện móng ngựa. Nó rèn móng ngựa ở đây. Rồi trận này thì quá easy đúng không? Mình sẽ giải quyết nhanh. Rồi. Khi quân đội mà đánh trận mà thắng trận như này thì nó cũng lại tăng trung thành lên nữa. Đấy. Tiến nhanh như thế nào. Quân đoàn này phải tiến nhanh như đây. Chuẩn bị. Đây rồi. Chỗ này của nó đang quân khá ít. Mình sẽ tấn công nó. Starboard quân đội của nó đấy. Làm suy yếu tinh thần chiến đấu. Ôi, không được à. Không sao, anh ăn được chết hết. Cho thằng này nó vào ăn ké kinh nghiệm, mặc dù mình chả cần nó đánh đâu. Tiếp viện được thì tiếp, còn không thì cứ đứng ở ngoài để ăn ké kinh nghiệm. À, thằng này nó chạy quân ra ngoài này. Vây lại cho anh. Rồi. Ready for orders. For the gods!
Rồi. Trận easy, easy. Chúng ta sẽ chiến thắng như vậy. Rồi. Rất nhanh đúng không? Mình sẽ giải quyết rất nhanh. Đây là toàn bộ các tướng lĩnh chúng ta vừa mới thành lập. Ồ. Cái tỉnh này mình chưa biết nó hỗ trợ cái gì nhá. Từ từ đấy. Nhưng mà nhà lính thì không nên xây ở vùng này. Chắc chắn luôn. Dù nó hỗ trợ cái gì thì cũng không nên xây nhà lính ở vùng này. Vùng này chúng ta nên xây các công trình khác. Để Lost Cup xây các công trình khác. Rồi. Bactria. Rồi, trận đầu tiên với Bactria. Ôi, hai đội hình pha lăng gặp nhau rồi. Trận này quân của nó rất đông. Trận trước là thành của chúng nó chưa kịp sửa chữa các bạn ạ. Nên là chúng ta công khá dễ. Trận này thì không đơn giản đâu. Bravo Campagnats. Sương mù. Rồi thời tiết tốt rồi. À, nó không chịu thủ thành, nó lại còn đứng ra ngoài. Phòng thủ bọn này khá đấy, nên chúng ta không để không lừa được. Nhưng mà mình nghĩ là không cần đến 4 pha lăng đâu. Hai pha lăng đứng ở trên này là được. Nhưng mà từ xem này. Giàn mỏng hết cỡ. Polak Swordsman. Rồi. Thorax Pikeman. Hai nhà ba nhỉ? Từ xem nào đó. Hai pha lăng có lẽ là hợp hơn nhỉ? Hai thì ngắn quá. Rồi, rồi, cứ 4 đi. 4 được. Trận này nó không thể tấn công ra đằng sau mình được đâu, bởi vì chúng ta có voi. Nhưng mà voi thì cũng phải cẩn thận, cũng kiểu voi chính. Bởi vì voi ngựa nó có thể đạp chết, nó ngựa của mình ném lao mà. Nên là nếu mà không cẩn thận là chí ngựa nó ném loi voi ném lao vào voi là voi đã nổi điên. Rất là đau đầu. Battle group awaiting orders. Alista. Battle group awaiting orders. Rồi. Ok. À, như anh em hỏi tại sao mình không bật pha lăng ngay từ đầu đúng không ạ? Nếu các bạn bật pha lăng lên thì cái bọn lính cầm giáo này nó sẽ bỏ buộc phải bỏ tay ra để hai tay của nó phải cầm khiên. Thế nên là nó sẽ tấn công kém hơn. Đấy. Nó sẽ khả năng chống tên của nó kém đi. Vào đây, thêm con voi nữa đây rồi. Đúng rồi ôi, hai con voi. À không, con voi này đứng đây. Voi này đứng đây. Nó cũng không có nhiều kỵ binh lắm đâu nên là mình cũng sợ. Kỵ binh của mình nghĩ phải cho ra đây. Có voi rồi thì không cần kỵ binh phải tiến sát quá. Voi nó sẽ lùa được hết. Nó cũng không nhiều cung thủ lắm, hay quá. Nhưng nó có đội hình pha lăng. Nó có pha lăng, mình cũng có pha lăng. Tí cho voi đi lùa cho chúng mày. Ngỡ mặt. Our orders!
Rồi, hai thằng này vào đây. Hai con ngựa này của mình. Tiến lên. Cung thủ sẵn sàng. Bắn. Bắn con này trước này. Không sợ. Không chịu đâu, tí xem nào. Ok, tôi tiến sát lên thế, đuôi lại đây. Ok, ok, ok. Bật pha lăng lên nào. What's that? Bắn tướng thôi anh. Ok kìa, bọn ngựa của nó điên lao vào voi này. Mày điên à? Đây rồi. Chuẩn bị cho voi đi lùa. Wow, có con voi bên này đâu ạ? Mày cứ chết đó, cứ chết. Elephant. Infantry at your command. Phalanx swordsman. Rồi tiến ra đây. At your service. Tiến ra đây. Nó bị hỏng rồi. Nó bị hỏng. Find your targets. The enemy general is dead. Dừng tay. Đừng cho cung thủ bắn nữa, pháo thủ cũng đừng luôn. What are your orders? Nào mấy con ngựa này còn thích đánh nhau nữa không? Chạy chưa? Lu à, xe lu à. Ôi mình phải cho mấy con xe lu ấy đi làm việc tiếp đó. Mình thích xe lu á. Ờ, mấy cái xe bắn đá này mình dẹp, không bắn nữa. Ăn đi nào. Ấy, cung thủ trên voi nó bắn. Cản đi em ơi, chạy nhanh lên xem nào. Ai à, mấy thằng bắn cung trên của voi này bắn cũng tởm đời phết nhỉ. Đủ nó lu đâu chết đấy này, lu đâu chết bẹp đấy này. Ấy ui. Lưu đâu chết bẹp đấy. Úi dồi ôi, úi dồi. Úi dồi. Thôi rồi. Kết thúc trận đánh đây được rồi. Chúng ta đã chiếm được cái thành này rồi. Đánh cả một đạo quân của nó mà chết có 97 thằng nhỉ. Quân của mình mạnh quá nhỉ. Rank cao. Sau thay đội quân này bằng quân mạnh hơn. Rồi, bác cha, một thành. À, cái thắng trận như này thì tinh điểm của chúng nó sẽ lên đáng kể. Này ăn được tí kinh nghiệm mà. Sửa lại đã. Bắn lên đây cho anh. Bác Chia sẽ bị chết trong một nốt nhạc. Mình mà chiến tranh với thằng Bác Chia chắc chắn thằng này nó sẽ thân với mình hơn này. Chiến tranh với ác nhân. Không à. Bởi vì thằng này thực ra nó cũng không đồng minh với ai. Này.
án. Có thể mình vẫn phải đánh luôn cả thằng này nếu như cơ hội cho phép. Nếu mình muốn kiểm soát toàn bộ những cái vùng này, vùng này. Hoặc là còn kế hoạch thì cứ như vậy đã. Xem là trung thành của các phe cái tăng vù vù đúng không? Đấy, tốt rồi. 21, 23, 52, ok. Mình đang phải tăng cái phe của mình lên đã. Trung thành của phe của mình bây giờ hơi thấp, các cái điểm của phe mình hơi thấp. Rồi. Cuộc chiến chưa kết thúc được đâu. Thằng bác cha xem còn quân ở đâu nữa không? Giỏi, đánh nhau tiếp đi. Rồi ơi. Thằng này thì không biết bao nhiêu lần rồi nó tuyên chém mình. Bao nhiêu nó tuyên đánh thằng đệ mình rồi, nhưng mà mình tạm thời vẫn phải cầu hòa với nó đã. Mình không thể tấn công theo bị chiến tranh cả ở ba hướng được. Có một cái sự kiện chính gì đây. Thằng này nó cứ thích tránh đánh nhau với thằng đệ của mình. I give you greeting and my attention for the next few minutes. Make your case but without a lawyer's tedium. Được, chúng ta không cần chơi nó nữa. Bắt nó chi cho chúng ta tiền cho nó 8.000 không chịu. 7.000, 6.000, 5.000. It is a simple gift, gold. Vậy thì logic has been sorely lacking in our disputations. I cannot agree. Hermes has blessed us with prosperity. Do not try to buy our favor. We are not Roman grave. Now we can drink. Tại sao các bạn biết tại sao mà mình có thể dễ dàng đề nghị hòa bình với nó được không? Bởi vì đế quốc của chúng ta đang rất mạnh. Và khi các bạn mạnh ấy, thì bạn dễ dàng ngoại giao hơn. Có hai cái để các bạn có thể làm ngoại giao. Một là bạn hãy làm mình, bạn hãy cực mạnh đi. Và cái thứ hai là bạn hãy cái tỉnh này, tỉnh này kể ra thì nên xây cái công trình xe bắn đá để tuyển quân đây chứ nhỉ. Tỉnh này nó có nhà quân đi rồi. À đây, nâng cấp lên để có xã cung thủ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến quân lên ạ. Tiến quân thần tốc. Cho thằng này đi do thám chứ. Không có quân à? Mày chết. Xây cái điện thờ để tăng cái văn hóa của chúng ta ở đây. Lên đây lại. We hunger for battle. Tấn công. Besieging settlements. Nó chạy đi đâu hết rồi nhỉ? À đây à? Không giữ ở thành, còn chạy đi đâu? Mình sẽ giải quyết nhanh thằng Bactria này luôn. Bactria và Seleucid vốn nó cũng là, mặc dù là đều là hai cái nước được tách ra từ cuộc chinh phục của đế của. À đây có cái xe bắn đá này. Vùng này có nhà xe bắn đá này. Nhưng mà vùng này xa quá. Chúng ta đang thiếu gỗ các bạn thấy không? Muốn nâng được cái xe bắn đá lên đời ba ngoài cái vấn đề công nghệ này. Các bạn nhìn này, các bạn kích chuyện vào đây. Chúng ta phải nghiên cứu được công nghệ này mới có được xe bắn đá đời ba. Và đồng thời chúng ta phải thiếu một cái tài nguyên, đó là gỗ. Đây này. Gỗ thì mình không nhầm thì đây có. Đây. Đó. Chúng ta sẽ ổn định nguồn tài nguyên. Nhưng vùng này thì mình không cần. Xây nhà lính ở đây lắm làm gì? Vùng thủ phủ thì không cần nhà lính. Commander. Ôi, voi đánh auto mất quân nhiều thế. Voi đánh auto là hay bị mất quân đó các bạn. Đấy. Thế nên là chơi voi thường ít khi auto được. Rồi. Tấn công ra đây cho anh. Ồ, nó không có quân này. Hai thằng này sang luôn. Ăn luôn chứ sợ gì. Cái vùng này nó cùng chung lãnh thổ với vùng này. Được. Vậy thì mình phải chiếm đã.
Ô, thằng Armenia này nó đánh chiếm được cái tỉnh này rồi kìa. Gớm nhỉ. Thế thì mình phải giữ quân đoàn ở đây rồi. Sửa lại cái tỉnh này. Công trình này cho rất nhiều tiền nhưng mà bây giờ mình cần phải ổn định trị an đã. Thằng này chưa thân với mình lắm đâu. Xem tình hình khu vực phía bắc này chưa yên ổn tí nào. Mình vẫn là có quân đóng ở đây rồi. Thằng này vẫn phải tạm thời đứng đây đã. Chị An đã. Cánh quân này của mình cũng sẽ tiến thần tốc. Mỗi tội ghét mỗi cái đánh auto mà tướng voi thì mất quân rất nhiều. Ôi, cái thắng trận như thế này thì trung thành của các phe nó lên những cao phải biết. Ăn được luôn à? Ôi, từ từ. Nó có quân đồn trú. Tiến lên đây đã. Chắc là phải có một trận công thành ra gì rồi. Cũng có thể nó sẽ phải rút lui. Nó sợ nó sẽ rút lui. Dù là phương án gì thì từ từ đã. Nhánh này mà đánh vào đây, vòng bên trên này, đánh chiếm vào đây. Một phát lên tận đây luôn, chiếm hết thủ đô của nó. Ồ, một khi mà ba cánh quân nó cùng hợp lực tấn công thì bằng này chết à. Các bạn thấy mình tốc độ, khi mình đã không đánh thì thôi, mình đánh các bạn thấy không, thần tốc kinh khủng luôn. Quánh nó chết hẳn luôn, không để nó dai dẳng. Thanh niên này, à cho lấy vợ đi. Gia tộc của chúng ta đang thiếu người. Khi mà các tướng của phe khác đang được đi chiến tranh thì nó sẽ tăng điểm ngoại giá, điểm trung thành lên khá. Nhà mình cứ bổ nhiệm dần dần đây này, tướng này già quá chết mất rồi đấy. 29% rồi, rồi chúng ta sẽ tăng cái phe của chúng ta lên đã. Trung thành của các phe như này là ổn, phải lo. Để tăng cái ảnh hưởng của gia tộc chúng ta lên đã. Đây, bỏ ra đến đi. Cái vùng này mình chưa biết nó hỗ trợ cái gì, nhưng mà chắc chắn vùng này thì nó hỗ trợ tinh thần chiến đấu cho binh sĩ thì mình tuyển quân rồi. Cái vùng kia nó nâng cấp kiếm à. Thế thì vùng này sẽ nâng cấp cái này. Rồi, chúng ta có hai lò rèn, hai mỏ sắt rồi. Đây, một mỏ sắt tăng kiếm, một mỏ sắt ở Ai Cập sẽ tăng vào áo giáp. Các bạn thấy không? Không đánh thì thôi, đánh cấp tập luôn. Kẻ địch không đỡ nổi. Nó chạy rồi. The guards have decreed that we must không xâm phạm đến nhau mình. Vấn đề đau đầu ấy. Bây giờ mình rất muốn hòa bình yên ổn với thằng đấy. Mình rất muốn yên ổn với thằng đấy thì mình sẽ phải đánh nhau với cái thằng đề nghị cùng tham chiến chấm lại một kẻ thù của nó rồi. Fagric. Lại có một tướng chết. Tướng của phe của mình rất nhiều, tội gì không dùng. Tướng này thì phải cho tăng trung thành, tăng điểm ngoại giao. Phe Ai Cập chết à? Phe Greek và phe Ai Cập chết à? 40 này được gọi. Ôi, phe Greek này thiếu nhiều lắm. Fagric này nó chết nhiều tướng quá, nó đã tụt điểm ngoại giao kinh khủng. Chắc phải bổ sung thêm đợt cho nó một thằng chồng nữa để tăng cái điểm ngoại tăng điểm trung thành của nó lên đã. 9 điểm. Thằng này bây giờ cao rồi, Ai Cập cao rồi thì chúng ta lại bỏ cái hỗ trợ. Đây.
và thay nó bằng của thằng Rick. Đây, bỏ cái hỗ trợ của tỉnh này đi, thay cho tỉnh này. Tỉnh này nó thân phe của Rick, để tăng trung thành nó cân bằng lên. Đấy, chúng ta phải quan sát xem là ảnh hưởng của các phe nó như thế nào đã. You can call me, treading softly, as you command, swifter than Hermes. I seek. Ready for orders. Chưa đánh được thằng nào. Commander. Có phía bên này thì ăn được. We hunger. None will escape. Nó không có quân à? Hình như mình vừa bị đầu độc. Quân đoàn này của mình vừa bị đầu độc hay sao? Sao di chuyển được nào? We take this settlement. Commander. Get moving, you wretches. Ready for battle. Không di chuyển được thêm. Ồ, chị An tăng vãi chửa luôn. Ở cái vùng thủ phủ này mình toàn xây công trình cộng đồng này thôi. Nó cân bằng cả về lương thực này, chị An này, thu nhập, mọi thứ đều khá khá nhưng mà mình hay dùng. Ô, chúng nó nhìn thấy mình nó rút này. Nó cứ rút chạy này thì chúng ta phải chiếm nhanh. Nay lượt trước mình còn thấy hai quân đoàn nó đóng đây mà. Tỉnh này không được hỗ trợ cái gì cả. Vậy thì cũng kinh tế mà phát triển thôi. You have further orders. Kiểm soát hết. Ồ, hai cánh quân của mình đang hợp nhất gần nhau rồi. Quản nhé. Không đánh thì thôi, ta đánh thì cực kỳ. À, chúng ta có thể tăng số lượng quân đoàn lên 12 quân đoàn rồi. Có nhà xây bắn đá ở đây cả. Nhà lính thì đương nhiên là không. Cứ xây công trình cộng đồng đã. Và đế chế của chúng ta phát triển khá mạnh. Đây, bây giờ thì thằng này cao nhất là thằng này đấy. Hai thằng này bây giờ đang phân chia thiên hạ. Nhưng mình nghĩ là bây giờ nếu như mình chiến tranh với thằng này thì hay hơn. Mình sẽ được lòng của cả hai thằng ở phe chỗ này. Nên là mình đã tính khả năng mình sẽ tấn công cái tỉnh này của nó. Đây, sẽ lấy lòng cái thằng Galatia này đã. Một cuộc chiến. I'm sure you have many pleasantries for me, but đây, please don't bother. Talk of... It is true. We glory in battle, but we are not murderers in the dark. Find other we are not a club in your hands to bludgeon your enemies. If they offend you, kill them yourselves. Mày gớm nhỉ? Rồi, chắc chắn lượt sau nữa điểm ngoại giao của mình nó sẽ tăng đáng kể. Chúng ta sẽ kiểm soát toàn bộ cái vùng này đã. Đây, vùng này chúng ta còn thiếu cái tỉnh này nữa. Rồi. Rồi, đánh ngay, bóc lốp. Thằng này cũng thuộc phe Greek này. Nó là một cái nước thuộc cái văn hóa Hy Lạp. Nó cũng có đội hình pha lăng này. Nó cũng ảnh hưởng với văn hóa phương Đông nhưng mà nó cũng là Hy Lạp. Công nghệ là lên cho anh. Hay quá. Quân đoàn này thì có thể rút sang đây được rồi. Chắc chắn thằng này mà mình chiến tranh với thằng kia thì nó sẽ thân với mình hơn rồi. Thằng này... Đấy, mặt nó chuyển sang màu vàng ngay. Và mình còn đánh nữa thì nó còn thân nữa. Thằng này bị quay rồi. Thằng này bị quay chặt rồi. Mình đang mong nó chiếm lại cái tỉnh này để mình có thể thống nhất luôn cái tỉnh này của nó. Xem tình hình nào.
Vâng. Đã không chiến tranh thì thôi, đã chiến tranh thì rất là thần tốc. Đó là phong cách của mình. À, thêm được một tỉnh hỗ trợ, mình xem là ảnh hưởng vào các phép phái. Vẫn vậy thôi, chưa thay đổi gì. Tăng tiếp, xem phe nào trung thành thấp nhất ạ. Garrick bị trừ 1 rồi này. Mà Garrick này có mỗi duy nhất một vùng để trung thành với nó. Thì mình đã chọn rồi. Đây. Thêm căng nhỉ. Các phe kia 3852. Chúng ta lại phải xem nào. Rick cho nó lấy chồng nữa, cho nó lấy chồng để nó tăng điểm lên nữa. Xe cả Rick hình như là hơi thiếu tướng, tướng cầm quân. Đúng rồi, nó toàn Admiral. Có một tướng thôi. 11. Thôi được, để từ từ xem có phe nào chết thì bổ nhiệm tướng của phe Garrick để nó tăng lại trung thành. Không sợ, anh em yên tâm. Điều phối này chính trị đáng là nghề của mình rồi, không phải lo đâu. Chúng ta thêm được một hỗ trợ nữa, trung thành cho phe Ai Cập đi. Cặp đây nó còn một cái tỉnh trung thành nữa. Tỉnh này nữa. Phê bắn đá. Rồi, kỵ binh đời cuối. Quá lượt. Wow, chúng ta chỉ đánh có vài trận thôi là thằng Bắc Chia vài lượt thôi, thằng Bắc Chia gần diệt vong rồi. Bác Chia đang hoảng sợ trước sức mạnh của chúng ta. Will you not give our people a little gold? You have much, and our people do not wish to become the slaves of envy. A token, perhaps a modest gift. Ký một cái hiệp ước an toàn với nó đã. Mình cũng muốn có một sự an toàn ở khu vực đấy. Hiện tại mình không có quân ở đấy mà. Enjoy this quiet time. It ends rồi, ok. Tao chiến hết. Thêm một thằng nữa làm kẻ thù của mình. Thằng đấy là đồng minh của thằng Bác Cha. Mình sẽ xử luôn cả đám. Đây, tăng vào cái này để nó tăng điểm ngoại giao với các phe phái khác. Ready for orders. Đánh vào đây. Nào đây hỗ trợ. Lên đây. Xây cái điện thờ lên cho anh. Đây à? Bác Chia có quân đoàn đến đây à? Cho quân vào thủ đã. Tuổi gì mà đánh được hả em? Đây à? Chắc cờ thì mình nghĩ mình cho cái thằng spy này đi. Thôi được, chưa tới. Chiếm toàn dọc tuyến này đã. Quá tuyệt vời. Ồ, quân đoàn cấp 6 rồi anh em ơi. Mình đang căng, chưa biết cộng vào cái gì. Cái này cộng nhiều thứ thế. Ý, tăng phòng thủ cận chiến cho tất cả các Hellenic Infantry và Cavalry. Tăng tấn công cận chiến và Dragon Bonus cho kỵ binh.
cho Gavanus cho infantry và tấn công cận chiến này, tăng nguyên tấn công cận chiến. Cái này thì sẽ tăng phòng thủ này, phòng thủ cận chiến và giáp. Để vào mình sẽ cân bằng hai cái nhóm này. Ready for battle, Commander. Cánh bên này giải quyết xong chưa? At advance. Đánh đi em ơi. Thằng Bastia tàn rồi. Chúng ta đã có gỗ. Chúng ta đã tự chủ được nguồn gỗ mà không cần phải đi giao thương. Mình nhớ không nhầm là đợt trước mình cũng phải giao thương mới có gỗ. Rồi. Chúng tới rồi. Di chuyển lên đây. Trời ơi. Xem nào, trung thành 18 điểm. Khá. Đây rồi. Xây thêm công trình này nữa. Yếm cấp 2 chứ cứu được à? Ồ. Chờ hơi lâu ấy nhỉ. Trời ơi. Chiến tranh thần tốc. Phía bên này chúng ta vẫn có quân ở đây để phòng thủ rồi. Không sợ. Quân đoàn ở đâu? Tiến ra đây. Thằng này nó tấn công sao được? Có thể mình sẽ chiếm nốt cả cái mỏ sắt này. Mình mà một khi tấn công thì cấp tập luôn. Peace is not an easy word. Một hiệp ước hòa bình à? Warriors speak of honor and glory, but you have little of them left. Không được, anh đang cần cái móng ngựa của mày. Công trình móng ngựa của mày. Bastia này nó có đội xạ kỵ khá mạnh. Có thể nếu cần thì mình bắt nó để tuyển xạ. Không cần bắt cái thằng kia này, nó nhiều xạ kỵ hơn. Lại có một vụ cướp bóc. Phá hoại nhà của anh à? Mày can to nhỉ. Đây. Nếu mình nhớ không nhầm thì cái tỉnh này, nếu như nó chưa thay đổi thì nó sẽ có móng ngựa. Chính xác rồi. Tỉnh này không được hỗ trợ gì cả. Thế thì cứ nhà cộng đồng này mà phát triển, các bạn cứ xây như thế này cho mình, vừa nhàn vừa đỡ phải suy nghĩ nhiều. Được chưa? Nó không dám tấn công đâu. Tiến quân ở đây đó. Chắc chắn là cái thằng này nó sẽ thân với mình rồi. Để ngoại giao tăng vùng vô. Có thể sau thì mình diệt lốt cả nó. Nếu điều kiện cho phép. Không địch đâu hết rồi nhỉ? Nó không đánh được chỗ mày của mình thì nó rút đi đâu? Nó rút đi đâu à? Bình thường các bạn không nên chiếm thành với tốc độ cao này nhá. Chiếm như này các bạn cũng bị tính tham nhũng tăng rất nhanh ấy. Nhưng ở đây thì mình cái này nó sẽ tăng 3 điểm ngoại giao rồi. Thằng này tướng nào chết. Đây rồi, mình đã có cái công trình móng ngựa. À, vùng này cộng 10% sát thương cận sát thương tầm xa cho các cung thủ và à, thế thì chúng ta sẽ không xây dựng ở đây nhà hỗ trợ cung nữa. Đâu rồi, bỏ cái này đi, bỏ cái này đi, xây nhà xe bắn đá lên đây, chuyển nó thành nhà kiếm.
Rồi. Cung thủ bỏ luôn. Ô, hay quá. Vùng này bỏ nhà xe bắn đá đi. Đâu rồi nhỉ? Đây. Tuyệt vời. Cộng 10%. Đây, 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 đây. Quá tuyệt vời cái vùng này. Nó được hỗ trợ đây. Cộng 10%. Và cộng 5 packs. Public order cho Proton cho cả một faction. Cộng 10% vào tấn công tầm xa cho các đơn vị. Tấn công cho các đơn vị tầm xa. Đây à, nó có một quân đoàn đây à. Sao nó lại chạy vào đây được nhỉ? Quân của nó linh tinh thế nhỉ? Chứ nào thấy có quân. Có thể mình sẽ đàm phán hòa bình nó xem đã, để nó rút quân về nước á. Xong rồi mình I will listen carefully to your words and then give judgment. So, greetings and now business. Đòi nó tí tiền á, để nó rút quân về nước á. 8.000. Mình thấy quân đội của nó có các đơn vị full khá đông trên lãnh thổ mình á. Rồi, ok. Excellent news indeed. I shall feast in modest fashion on olives and good Greek wine. Mình cần một khoảng lặng đủ để có thể đưa các quân đoàn của mình phối hợp đến các cái vùng khác. Ví dụ như quân đoàn này. Đây này, nó có rất nhiều quân ở đây. Để xem là Marcia đã. Mình cần phải rút điều động quân đó. Mình không đủ lực lượng. Mấy cái đơn vị này của mình nó có quân đâu. Để nó rút quân đã. Xem thế nào đã. Nó có 3 quân đoàn đúng không? 3 quân đoàn ở 3 hướng này. Quân đoàn này chắc chắn xử lý được thằng này rồi. Đây. Nếu mình có một cái hiệp ước hòa bình với nó rồi thì mình nghĩ mình sẽ cho quân đoàn này nó ra đây. Để quân đoàn này về đây. Quân đoàn này ra đây. Rồi. Rồi ok. Để chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến ở đây rồi. Nếu có chiến tranh, thằng này rút về ngay, không anh đánh chết. Đó, đây gọi là vừa đánh vừa đàm các bạn ạ. Ôi, xe Greek này. Căng nhờ. Mấy thằng Greek này. Chết hết tướng à? Có em nào chồng chết đâu? Đây à? Ờ, cho mày lấy chồng. Cái Greek này quái nào tụt ác thế nhỉ? Được nhá, xem có một quân đoàn nào mà nó có cái thằng... Đây. Thằng này tướng tên là gì? Domus Senet gì đấy? Không có, đúng không? Đây, cho thay bằng tướng của Greek. Để nó tăng trung thành như đấy. Chắc chắn tăng luôn. 11 điểm luôn các bạn thấy chưa? Rồi. Phe Parkia này giảm xuống, chúng ta sẽ bổ nhiệm rút bớt một tướng của Parkia này. Thằng có cái tên là Hatcha này. Thằng có tên là Riga này. Rigra. Có một cách khác. Có thằng tướng nào nó tăng 11 điểm rồi. Xem trung thành của các phe nào đấy. Đây nó lại chuyển ra hai tỉnh này. Thế mà ngoài oan. Chuyển ra hai tỉnh đấy. Lại phải bỏ hỗ trợ của tỉnh này đi. Thay vào cái tỉnh này. Tỉnh này thì
Bác cha. Làm cái điểm tôi kệ đó. Ồ rồi, không sợ. Cho thằng bác cha nó rút quân về nước của nó. Rút. Đúng rồi. Mình sẽ ổn định địa hình, tình hình đã. Ô, thằng này mò tận đây cả. Nó đi đường vòng à? À, nó đi đường vòng xuống đây cả. Mày giỏi vòng nhỉ? Mới nó đi đường nào nó móc xuống đây à? Nó nhìn thấy quân đoàn của anh đứng ở ngay kia, liều thế. Đây, cho một thằng tướng phải click. Cộng 10 trung thành của các phe phái khác, hay quá. Tia chết, hay là Eric, Eric cũng chết rồi. Cân bằng rồi, lên 32 điểm các bạn thấy chưa? Mình dễ thôi mà, các bạn thấy không? Mình làm nó đơn giản lắm. Tình hình là mình chưa tiến nhanh ở đâu. Đến đây giữ thế trận đã. Hình như quân đoàn này còn đang rút về nước rồi. Đây nữa, quân đoàn này đang rút về. Bên này nó cũng rút về rồi. Do thám ở à đây, nó mò lên đây. Thằng này liệu. Anh này đang thất nghiệp đây. Anh đang thất nghiệp đây. Mày có mấy cái thằng con ghẻ mà dám liệu à? Hả? Chết. Mày liều thuốc cho trái tim. Ôi nó phá hết nhà cửa mình. Này láo thật. Phá hết cả nhà cửa mình. Hay rồi. Thằng này đánh chiếm tỉnh này thì không chiếm nhưng... Để xem thằng này lượt tiếp theo nó làm gì á. Đây nó có 2 quân đoàn, 3 quân đoàn. We hunger for battle. Không ổn. Chắc mình phải kéo lực lượng chủ lực sang bên này khá nhiều. Tới à? Đánh tới đúng không? Được. Swifter than Hermes. Quân đoàn này đánh lên đây, quân đoàn này chờ nó rút về đây đã, mình sẽ tiến lên đã. Nhưng chỗ này mà có một quân đoàn thì nghe có vẻ hơi đuối. Được mà, lực lượng của mình được mà. Ready for orders. Lên đây đó. We hunger for battle. Waiting for orders. Cắm trại đây vào đây. Tỉnh này xong. Đâu rồi? Dưới này đâu rồi? Tăng công trình này thì nó tăng. Có mỗi công trình này nó tăng tinh thần chiến đấu cho các đội lính được tuyển thôi. Làm ký lương thực ấy. Đâu rồi, tỉnh này đúng không? Tỉnh này là tỉnh... Không phải. Tỉnh này. Xây nhà lính chỗ này thì chỉ nguyên lính tầm xa thôi. Xây nguyên lính tầm xa và... Cả xe bắn đá nữa đi. Chia nó ra. Tăng 10% sát thương là một con số rất lớn đấy. Cộng thêm buff của công nghệ với cả buff của
công trình nữa thì nó sẽ lên khoảng tầm khá cao đấy. Đó. Rất tuyệt. Các bạn cứ bảo là em đánh suốt ngày bị chúng nó làm phản anh ơi. Các bạn cứ phát triển như mình này xem thằng nào phản nào. Chia đều quyền lực ra, đừng có tham. Các bạn đừng có cướp phe của các bạn đông làm gì. My people no longer want. Bỏ tao thương mình. À. I am told our treasuries lack a sum of gold. Perhaps you might feel the urge to remedy that. Mày vẫn cần chiến tranh với nó để duy trì ảnh hưởng. Rồi hai lần liên tiếp rồi đấy. Thằng Syria này. Return to your people and prepare them for death. That is now your only duty. Hơ. Cái liều thật dám tuyên chiến mình à? Đâu, Garrick đâu, cho tiếp một Garrick nữa. Cái thằng này dám chiến tranh mình à? Rồi rồi, quân đoàn này rút về đây đã. À, nó vừa thay tướng, nó chưa rút được. Căng nhỉ, bây giờ phía bắc này khá là bất ổn này. Thằng này thì nó bỏ giao thương mình này. Greetings, friend. We will speak together of whatever you wish, but bring chắc words that can warm our hearts. May ra thì nó mới tăng điểm ngoại giao mình lên được. Chi cho nó 1000 thôi. Chắc 3000 này. Plan is good, but we cannot send warriors to help in defense. Our wise women have spoken against it. Mình cần giữ được an toàn. Chưa đủ lực lượng để mình. Ô 3000 nó không chịu. The spirits tell us that our warriors cannot be wasted on these dogs. You must tame them without us. Rồi. Mình chiến tranh you với một kẻ thù our meeting with these terms. Cố gắng giữ I điểm will show thằng wisdom này and accept. Nói thì nói thế nhưng mà mình có nghĩ là mình vẫn phải cho quân đoàn này tiến lên chỗ này đã. Đề phòng nó. Nguy hiểm lắm. Đế quốc của chúng ta càng ngày càng mạnh thì có nghĩa là kẻ thù càng ngày càng nhiều. Tà bót thằng này đợi. Sao đây cho anh? Quân đoàn này phải đứng ở đây để chặn sàng chiến đánh. Phòng thủ. Lượt này chưa thể đánh nhau được. Mình còn quá nhiều việc phải làm. Ổn định các cái vùng đất vừa chiếm đóng được đấy. Rất may là chúng ta có lượng kinh tế khá khá. Rất may là tình hình kinh tế của chúng ta khá trụ được. Hay quá. Ồ. Không cần xe bắn đá nhỉ. Tỉnh này cần gì xe bắn đá nữa. Tỉnh này có xe bắn đá ở đâu ạ? Tỉnh này. Tỉnh này chuyên tuyển quân thủ. Tỉnh này thì đang dựa lên cho anh. Không được hỗ trợ gì à? Chắc sắp phải có đánh một trận đánh nhau to nữa. Mình cũng chưa muốn phát triển thêm quân bởi vì bây giờ tiềm lực của mình cũng đang bị suy giảm khá nhiều bởi vì mình chiếm một lãnh thổ rất lớn mà
thì cái đồng nghĩa với việc tham nhũng nó sẽ tăng rất nhanh. Mà mình chưa xây dựng lên được thì mình sẽ không có nhiều tiền đâu. Chưa có nhiều tiền đâu. Đây rồi. Cho em điệp viên để đi do thám trong cái khu vực này nào. Con này nữa. Con bố phỏng nó như nào đấy. Không thể chiến tranh thần tốc như lúc nãy được. Rồi. Ready for battle. At your command. Commander. Sẵn sàng đó. Hai cánh quân này sẵn sàng. Thanh niên này về nhà thủ cho anh. Rồi. Mình nghĩ là ổn rồi. Bastia chuẩn bị một trận đại chiến cuối cùng. Ready for battle. Trận chiến cuối cùng nào. Ready for battle. Rồi. Wow, wow, wow. Commander. Wow. For the gods. trận này nó ăn no đòn mình luôn. Đấy, các bạn phải biết là vừa đánh thì vừa đàm. Khi chúng ta thấy chúng ta bất lợi về mặt quân sự ở trong thế trận thì chúng ta phải đàm phán hòa bình để nó cân bằng lực lượng, đồng thời để ổn định lực lượng. Sau đó chúng ta lại tiếp tục chiến tranh. Chiến tranh là phải không phải liên tục đâu. Chúng ta phải đánh và đàm, đánh và đàm. Phải liên tục vừa đánh vừa đàm. Rồi. Ho. Quân của nó đây à? Đứng bên này thì nó hơi dốc dốc kìa. Hay mình cứ đứng xa xa bắn nhỉ? Đứng xa xa thì phục kích để làm cái quái này. Thôi kệ, đánh thế cho đỡ nhàn. Chỗ này thì toàn là những cái tên. Mình giản mỏng hết cỡ được. Sợ gì, phá làng này cũng sợ. Nó không tiến nổi mà đâu mà. Bên này của nó là gì đây? Kỵ binh à? Kỵ binh cho gặp voi. Voi nó chốt ở đây thì cứng đét luôn. Tốt rồi. Vũ kiếm này đứng sau. Chỗ nào cần thì tiếp viện. Mình chưa có cái lực lượng để chuyên để phục kích. Bên này thì cho đi lùa chúng nó này. Ăn luôn. Tarantine cavalry forward. Await my order. Light hot archer. Mày vào đây. Riders at the double. Mày vào đây. Orders. We await your command. Advance at speed. Melee infantry. And Tarantine cavalry.
Tarantine Cavalry. Yes, Commander. Ủa, bây giờ nó đang tiến vào. Lorax Pikeman. Hoa lăng. Ôi chà. Kiểu nó sốc quả. Hát kìa. Ôi, bị bắn tên rát thế. Xong chưa? Mày yếu. Our general is under attack. Rồi tướng bị tấn công á. Trời ơi. Tứ mấy khẩu xe bắn đá này bắn vào đây. Đây cho anh. Nó ăn làm sao được? Ăn luôn. Voi đâu rồi? Úi dồi ôi, nó quật đấy, voi quật. Mình vẫn phải điều khiển chủ quân thế này, không phải được xem phim rồi. Ready for orders. Orders. Yes, advance. Aleppo, Aleppo. Ôi ôi, tiến lên. Help the archer, waiting on them. Thôi, lùi lại đây. Cũng máu thế. Swordsman, tiến lên. Của mình máu quá. Ô, đội lính nào của nó đây lì thế? Cái quây chặt này mà vẫn chiến đấu gì đấy. Mình nghĩ là mình cho đội cung dừng được rồi đấy. Không kiểu là nó pháo nữa. Để cho voi đi lùa. Đây này. Voi đâu? Lùa ngay. Lùa đã. Đây. Chuyện này mới ngon đẹp. Voi đám này đứng lại, kiểu voi đã dặn chết cả quân mình đấy. Đây rồi. Phim đẹp để xem rồi. Sắp có phim đẹp để xem rồi. Ủa. Binh của mình đâu nhỉ? Bỏ bắn tên đi. Lùa bọn mình chơi phục kích và chơi nguyên voi này thì à, nguyên voi với kỵ binh thì chỉ phải nói là bao sướng luôn. Kỵ binh của mình đã tắt lén lao đi rồi nên là không sợ, nếu không là voi nó càn chết cả kỵ binh mình luôn. Voi nó bị điên lên đấy. Úi dồi ôi, nó lấy cái vòi nó quật cho phát. Đấy, nếu như mà voi này mà nó điên lên nhá thì nó sẽ càn chết luôn cả ngựa đấy. Ui. Thôi rồi, kết thúc trận đánh này rồi. Kinh nhỉ, mấy thằng quỷ đá bắn tên nó ra chết mất mấy thằng kiếm của mình ác phết này. Ấy con voi thì cản được hơn 300. Nó đánh con lúc mà hơn 300 bọn kia đánh mỏi cả tay còn chưa thằng nào được 300. Vãi cả voi. Anh chỉ cản một lúc là hơn 300 mạng luôn.
nhưng giẫm đã chết mẹ rồi còn đâu nữa. Giẫm chết rồi chứ cần phải đi đánh. Chỉ có voi của voi bọc giáp Ấn Độ nó mới có cái thằng bắn cung thôi, còn cái voi của thằng Katagi thì nó lén lao. Trên lưng này có cái thằng bắn cung. Rồi mày chết. Quân đoàn cấp 3. Tất nhiên là mình sẽ tăng vào đây. Đây, giải quyết luôn quân đoàn này của nó. Đang hành quân mà. Chết luôn, không phải nghĩ. March. Commander, at once. The way is blocked. Thế mà nó vẫn chạy được phát nữa. Càng tốt, đánh càng nhiều trận chúng ta càng lên kinh nghiệm cho tướng và quân đoàn. Khỉ nhờ. Đây nó có một quân đoàn à, ngon thì xông ra đây và đánh anh tiếp luôn. Rồi xem nào, tình hình để xem này. Quân đoàn này tiến lên ăn luôn cái thành này, hình như không quân phòng thủ. Đây. Rồi à, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.